Sáng ngày 28 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức chương trình kéo tay sắp lễ tại lễ hội đình Vĩnh Ninh năm 2024, phát động hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 140 năm khởi nghĩa Yên Thế. Tới dự có bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, các đồng chí thường trực Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ. Cả 10 chi hội phụ nữ trong phường đã tham gia chương trình. Các bà, các chị cùng nhau sắm sửa, bày biện và trang trí mâm lễ dâng thánh với hoa quả, bánh kẹo tươi ngon đẹp mắt. Dù không chấm điểm, song chương trình đã diễn ra sôi nổi. Các trẻ em phụ nữ thể hiện sự khéo léo, tư duy nghệ thuật qua những mâm lễ phù hợp với chủ đề mà chi hội đã lựa chọn. Cả 10 mâm lễ sau khi hoàn thành đã được các chi hội tổ chức dâng thánh tại lễ hội đình Vĩnh Ninh. Cũng tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2024 nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Cán bộ hội viên phụ nữ phường đã hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo thiết thực cụ thể, mặc áo dài trong các tiết mục giao lưu văn nghệ trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp. Ngay tại lễ phát động, cán bộ hội viên phụ nữ phường đã diễu hành biểu dương lực lượng trong tà áo dài thướt tha quanh hồ Vĩnh Ninh.